Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn về tội giết người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Triệu Văn Quân, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Lão, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Và đối tượng Dương Văn Tiệp, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Hố Vạng, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.